Thì cứ vui nhưng mà tâm trí của mình không đi. Nhưng mà mình cứ đi kia, mình cứ đi kia. Xong rồi mình dịch bệnh thì mình không đi. Mình phải đeo khẩu trang tay, vừa đeo khẩu trang, vừa đeo tay găng tay, vừa đầu mũ vừa mặc áo thêm. Thì khi nào hết dịch bệnh thì đi học kinder nhá. Kinder bao giờ kinder nhưng mà là dịch bệnh mình phải chờ. Bao nhiêu lần vợ bảo dọn phòng mà chưa dọn được. Thế là hôm qua tôi quyết tâm làm cho nó gọn. Bây giờ thật sự là tôi muốn nó giản tiện nhất, ít đồ, có không gian. Chứ ngày xưa đúng là ham cứ toàn mua đồ này đồ kia, những cái đồ furniture to quá, sau này chết mệt lau dọn nhà phê. Bây giờ có cái con robot rồi hút bụi rồi thì nhiều khi cứ để nó bên dưới sàn nó trống thì nó chui xuống dưới nó lau hộ mình cũng đỡ mệt.